Video này sẽ cung cấp cho bạn 9 cái tính từ đuôi ly cực kỳ thông dụng. Ta-da, chào mọi người, mình là Thủy. Đôi khi thì các anh chị sẽ hay bị nhầm lẫn cái này nó là tính từ hay là trạng từ, bởi vì mình thấy có chữ ly ở đằng đuôi. Và trong cái video này, Thủy sẽ giới thiệu các anh chị những cái tính từ rất thông dụng, rất phổ biến, kết thúc bằng ly. Nếu như các anh chị thấy cái video này hay, giúp Thủy chia sẻ cái video này. Và đừng quên, nếu mà Thủy có sót cái từ nào, hãy bình luận xuống để chúng ta cùng học mọi người nha. Còn bây giờ, cùng học với Thủy thôi. Trước khi bắt đầu, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thử tính từ là gì. Hiểu một cách nôm na thôi, động từ là thể hiện cái hoạt động. Rồi, danh từ là thể hiện một cái gọi là một cái sự vật, một cái hiện tượng nào đó. Còn tính từ, mình hiểu nôm na nó là cái tính chất của một cái gì đó. Ví dụ, con Thủy nó đẹp gái, thì đẹp đúng không? Là tính chất của con Thủy. Thì như vậy nó được gọi là tính từ, hiểu một cách đơn giản như vậy thôi. Và mình sẽ thấy có những cái gọi là cái vị trí mà mình thường gặp của tính từ, nó ở đằng sau động từ to be, hoặc mình sẽ thấy là có thể nha, nó sẽ nằm ở trước cái danh từ bất kỳ. Ví dụ nha, he is a friendly person, thì person là một cái người và friendly là danh từ, à là tính từ, đứng trước cái từ person để bổ sung mô tả ha, bổ nghĩa cho cái danh từ đó. Ví dụ như người như thế nào, người friendly, người thân thiện đó. Hoặc là sau một vài những cái động từ liên kết, ví dụ như là seem, become, look, feel. Ví dụ she feels lonely, cô ấy cảm thấy cô đơn. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng coi một chút xíu trước khi mình đi vào cái phần gọi là những cái tính từ mà có đuôi ly thường gặp. Thì đầu tiên này mình sẽ phải có một vài anh chị sẽ bị nhầm. Cứ thấy ly cái mình nghĩ đó là trạng từ, nhưng mà không phải mọi người nha. Bây giờ mình sẽ coi một cái ví dụ mọi người sẽ hiểu ha. Ví dụ nè, she is lovely. Mọi người nhìn xuống hàng dưới không? She is lovely. Đó là cô ấy thì đáng yêu. Thì trong trường hợp này nè, lovely là tính từ, đúng không? Đằng sau động từ to be. She is lovely, cô bé này đáng yêu lắm. À, thì mặc dù là mình biết là lovely nhưng mà nó không phải là trạng từ. Rồi, tiếp tục nè, she sings beautifully là cô ấy hát như thế nào hay. Thì cái việc mà bổ sung cái tính chất, bổ nghĩa cái tính chất cho cái hành động á, thì nó lại là trạng từ. She sings, cô ấy hát như thế nào, nó đang mô tả về cái cách thức hay là cái mức độ của cái hành động đó, thì nó sẽ dùng là beautifully, thì đây nó là trạng từ. Rồi, cùng với Thủy mình sẽ coi chính những cái trạng từ ở tính từ có cái đuôi ly thường hay gặp. Ví dụ đầu tiên á, lovely, dễ thương, đáng yêu, tuyệt vời. Đọc với Thủy nha, lovely, lovely, lovely. Rồi, cái ví dụ đầu tiên ha, that was a lovely dinner, thiệt là một cái buổi tối mà tuyệt vời. That was a lovely dinner. Ở đây thì mình để ý ha, lovely là tính từ, đứng trước cái danh từ dinner. Một buổi tối như thế nào? A lovely dinner, một buổi tối tuyệt vời. Next, you have a lovely smile. Bạn có một cái nụ cười rất là dễ thương. Lovely smile, nụ cười dễ thương. Và you have a lovely smile, bạn có một cái nụ cười dễ thương. Next, mình có cái tính từ friendly, thân thiện. Friendly, friendly, friendly. Rồi, cùng coi với Thủy ha. I like working here. Everyone is so friendly. Tôi thích làm việc ở đây lắm. Mọi người đều rất là thân thiện. I like working here. Tôi thích làm việc ở đây lắm. Everyone is so friendly. Mọi người rất là thân thiện. Next, the new neighbor seems really friendly. Cái người hàng xóm mới, the new neighbor, seems là cảm giác như là, có vẻ như là, really friendly, rất là thân thiện. The new neighbor seems really friendly. Next, mình có cái tính từ lonely, là cô đơn. Đọc với Thủy nha, lonely, 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 cô đơn. Rồi, mọi người cùng coi với Thủy ha. He looked really lonely at the party. Anh ấy trông rất là cô đơn ha, cô độc tại cái bữa tiệc. He looked, trông có vẻ. He looked really lonely at the party. Trông có vẻ rất là cô đơn tại cái bữa tiệc. Do you feel lonely living by yourself? Bạn có cảm thấy cô đơn khi sống một mình không? Do you feel lonely living by yourself? Bạn có thấy cô độc khi mà sống chỉ bởi một mình không? Next, mình có cái tính từ silly. Nhìn thì ly nhưng mà nó là tính từ nha, có nghĩa là ngốc nghếch.
đọc với Thủy ha, nó là âm y ngắn. E, sill, silly, silly, ngốc nghếch, ngớ ngẩn. Rồi, coi với Thủy ha. That was a silly joke. Thiệt là một trò đùa ngớ ngẩn. That was a silly joke. Thiệt là một trò đùa ngớ ngẩn. Next, why are you wearing that hat? It looks silly. Trời ơi, sao mà đội cái mũ đó vậy? Trông ngu ngu, trông ngốc ngốc. It looks silly. Trông nó rất là ngốc ngốc. Why are you wearing that hat? It looks silly. Trông thật là ngốc ngốc. Rồi, một cái tính từ nữa ha. Nó là tính từ deadly, có nghĩa là chết người. Dead, âm e, deadly. Deadly, tính từ mang nghĩa chết người. Ví dụ, be careful with that snake. It's deadly. Cẩn thận với con rắn đó nha. Nó nguy hiểm chết người đó. Be careful with that snake. It's deadly. Nó nguy hiểm chết người đó nha. Rồi, tiếp tục ha. Elderly có nghĩa là lớn tuổi. Cái này để ý cách đọc nha. Nó sẽ là âm A nè. L. Elderly. Elderly. Lớn tuổi. Rồi, ví dụ nha. There are many elderly people in this neighborhood. Có nhiều người lớn tuổi ở cái khu này. There are many elderly people là cái người lớn tuổi in this neighborhood, trong cái khu này. Neighbor là người hàng xóm và neighborhood là cái khu vực này. Và there are many elderly people in this neighborhood là có rất nhiều người lớn tuổi ở cái khu vực này. Next, ugly, xấu. Ugly, ugly, xấu. Coi với Thủy một cái ví dụ nha. Do you like this hat? Thích cái mũ này không? No, it's ugly. Không, nó xấu lắm. Ugly, xấu. Ugly, xấu. Rồi, that shirt is really ugly. Trời ơi, cái áo này xấu lắm. That shirt, cái áo kia ha, is really ugly. Thiệt sự, rất là xấu. Is really ugly. Thiệt sự, rất là xấu. Một cái tính từ nữa cũng rất hay, đó là tính từ lively. Thì rất thích nha, nó mang nghĩa là sống động, là sôi động, là nhộn nhịp. Lively, lively, lively. Ví dụ ha. Yes, it's so lively. The characters are full of energy. Trời, cái buổi ha, nó sống động lắm. Bộ phim nó sống động lắm. Các cái nhân vật tràn đầy năng lượng. It's so lively. Nó rất là sống động. It's so lively. The characters are full of energy. Đầy năng lượng luôn. Nó sống động lắm. Lively. Next, mình có cái tính từ này cũng rất là hay nè, tính từ manly, đàn ông. Nhớ là ông này là âm A-E mọi người nha. A, man, manly, manly, nam tính. Ví dụ, his voice is so deep and manly. Cái giọng của anh ấy nó trầm, deep là nó giọng trầm, and manly và rất là nam tính. His voice, giọng của anh ấy, is so deep and manly, rất là trầm và rất là nam tính. His voice is so deep and manly. Và nếu như các anh chị đang xem video này, cũng giống như rất nhiều những anh chị học viên của Thủy, mình không nhớ được từ vựng, mình học trước, mình quên sau, mình học hoài cũng không thuộc, hoặc là mình học mãi không giỏi, thì Thủy sẽ có một giải pháp dành tặng cho các anh chị. Cái mục tiêu là giúp cho các anh chị có thể làm chủ được từ vựng tiếng Anh nhanh chóng, mình tiết kiệm thời gian và một chi phí thấp nhất. Vì sao Thủy có thể giúp được các anh chị ? Thủy là sáng lập của trung tâm tiếng Anh Kids English, cũng là tác giả của bộ sách Boom English và là giảng viên của hơn 20 khóa học tiếng Anh online cho người đi làm, cho người làm kinh doanh, cho bố mẹ bỉm sữa hay là cho người Việt ở nước ngoài. Có hơn 30.000 học viên đã và đang theo học online tính đến thời điểm hiện tại. Và đây là một vài nhận xét của các anh chị học viên. Chị Chiến, học viên VIP Code, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến cô Thủy và giáo viên Kids English đã hướng dẫn suốt thời gian qua. Dù bận rộn nhưng tôi vẫn cố gắng học mỗi ngày và cảm thấy hứng thú hơn là bao giờ hết. Việc luyện tập có lẽ là vất vả nhưng mà nó đã giúp tôi tiến bộ rất nhiều. Cảm ơn vì đã động viên và giúp đỡ tôi. Hy vọng sẽ có thêm nhiều học viên khác cũng đạt được thành công như tôi trong việc học tiếng Anh. Hay như là anh Ngọc, tôi đã tham gia nhiều khóa học trước đây nhưng mà không có một khóa nào mang lại cái cảm giác hài lòng như khóa VIP này. Hệ thống học online phù hợp với tôi vì công việc của tôi rất là bận rộn. Cô Thủy và các bạn hỗ trợ trợ giảng rất nhiệt tình. Mặc dù khóa này có chi phí cao nhưng đối với tôi nó xứng đáng để đầu tư.
Và đây sẽ là một cái giải pháp cực kỳ hoàn hảo dành cho mình. Mình sẽ có một cái lộ trình học chi tiết rõ ràng thông qua các video đã được Thủy quay sẵn trên một cái hệ thống khóa học online. Và mình sẽ có một người giáo viên đồng hành cùng mình mỗi ngày. Và giáo viên sẽ hỗ trợ mình học từ vựng, thực hành và sửa lỗi phát âm cho mình hàng ngày luôn. Mỗi ngày thì mình sẽ vào trên cái hệ thống học, mình học theo một bài trong cái lộ trình. Mình học xong, mình sẽ quay video, mình thực hành và mình gửi để cho cô giáo xem và hỗ trợ sửa phát âm cho mình. Và cứ cuối tuần thì cô giáo lại gặp mình để mà ôn bài lại, ôn bài qua Zoom 30 phút mỗi tuần luôn, để giúp mình có thể đảm bảo là mình hiểu và mình theo kịp được tiến độ, và giúp mình có thể học được cái khóa học một cách hiệu quả nhất. Và cái chương trình này nó tên là chương trình Vocabulary Coaching, huấn luyện viên từ vựng. Đây sẽ là một cái chương trình mà chắc chắn là các anh chị sẽ phải tham gia. Vì sao mình nên tham gia? Đã có hàng ngàn học viên đã tham gia chương trình này và họ tạo ra cái sự đột phá trong tiếng Anh trong một thời gian ngắn, và họ làm được thì Thủy tin các anh chị hoàn toàn có thể làm được. Đây là một phản hồi của chị học viên. Khóa học của Thủy thực sự làm thay đổi cách phát âm và tư duy học tiếng Anh của mình. Trước đây, mình cảm thấy không có tự tin khi giao tiếp với người nước ngoài do vốn từ vựng và phát âm kém. Nhưng mà sau khi tham gia khóa học, tôi đã nhận thấy được sự tiến bộ rõ rệt, sự hỗ trợ và động viên từ cô Thủy và đội ngũ giúp tôi vượt qua được khó khăn đó. Tôi rất biết ơn và hy vọng những người khác cũng sẽ có trải qua những trải nghiệm tích cực như tôi đã có. Hay như là bạn Dung, tôi đã từng mất tự tin khi nói tiếng Anh với người nước ngoài vì phát âm mình không chuẩn. Nhưng mà sau khi tham gia khóa học này, tôi đã nhận ra rằng phát âm mình hoàn toàn có thể cải thiện được nếu như mà mình có một phương pháp đúng đắn. Cảm ơn cô Thủy đã chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình. Tôi thật sự hài lòng hơn và tự tin hơn khi giao tiếp tiếng Anh. Và rất nhiều những học viên khác cũng đã cho Thủy những phản hồi vô cùng tích cực. Các anh chị có thể xem thêm những cái video ở đường link ở trong phần mô tả dưới cái video này. Đường link ở trong phần mô tả dưới video này các anh chị nha. Chương trình này nó sẽ dành cho ai ? Đây là một chương trình coaching online 1-1, rất phù hợp với thứ nhất là những anh chị đang đi làm bận rộn, hoặc là những anh chị đang làm kinh doanh, hay bố mẹ bỉm sữa, hay là người Việt ở nước ngoài. Mình chỉ cần dành ra 15 phút mỗi ngày, mình học mọi lúc, mọi nơi, ôn đi ôn lại nhiều lần, vô cùng tiện lợi, dễ dàng mà hiệu quả lại cực kỳ cao. Học phí bao nhiêu ? Với mức giá cực kỳ ưu đãi, chưa đến một ly trà sữa mỗi ngày, mình sẽ được tham gia vào cái chương trình này. Mình sẽ được học online với một lộ trình chi tiết và rất là rõ ràng. Mình học qua video đã được Thủy quay sẵn và có một cái giáo viên vô cùng tận tâm, chuyên nghiệp, đồng hành và hỗ trợ với mình hàng ngày. Và cuối tuần thì mình sẽ tham gia những buổi hỗ trợ học viên và cô sẽ là cái người đồng hành ôn bài với mình để đảm bảo mình theo đúng được tiến độ. Và nếu mình có bất kỳ thắc mắc nào, mình cứ hỏi cô trực tiếp. Đây là một cái chương trình sẽ giúp cho bạn có thể giỏi tiếng Anh nhanh nhất, tiết kiệm được thời gian và chi phí thấp nhất. Đăng ký như thế nào ? Mình sẽ gọi điện hoặc là mình nhắn tin cho Thủy qua cái đường link Zalo nè, hoặc là Messenger Thủy để ở phía bên dưới. Dưới video này có một cái phần mô tả của video, Thủy để thông tin ở phần bên dưới để được tư vấn thêm, học hỏi hay là nhận những ưu đãi hấp dẫn ngay ngày hôm nay. Và đăng ký như thế nào ? Mình hãy quét cái mã ở trên màn hình này để được tư vấn thêm nè. Mình học thêm, mình trải nghiệm và mình nhận những ưu đãi hấp dẫn nhất ngay từ hôm nay nhé. Ta-da! Như vậy chúng ta hoàn thành xong bài học của ngày hôm nay rồi. Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng Thủy. Đừng quên là hãy bấm vào nút ở giữa để subscribe, đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video từ Thủy. Bấm vào nút bên trái hoặc bên phải để học các video liên quan. Nói chung là bấm vào đâu cũng được, miễn là học tiếp với Thủy là được. Bye!